mà không một người nào sinh trưởng tại miền Tây mà lại không biết. Chợ nổi Phong Điền, chợ nổi Cái Răng. Nếu khởi đi từ bến Ninh Kiều thì đi thăm chợ nổi Cái Răng là thuận lợi nhất. Khoảng cách vừa phải để đi và về, khỏi phải tốn quá nhiều thời gian. Dưới nắng sớm, hàng trăm ghe thuyền đậu kín cả một khúc sông, ngược xuôi mua bán thật sống động. Nghe kể lại, ngày xưa thuyền không có máy móc chạy nhanh như bây giờ. Chợ phải họp từ lúc nửa đêm dưới ánh sáng leo lét của những ngọn đèn dầu thì những ghe mua hàng mới đem về bán kịp chợ sáng. Chợ nổi là cuộc sống gắn liền với sông nước của người dân miền Tây khi mà phương tiện đi lại chủ yếu chỉ bằng thuyền chạy trên sông. Mùa nào thức đó, những cây trái, rau quả từ trong miệt vườn được chở ra bán ở chợ nổi, đồng thời mua về những vật dụng cần thiết khác. Bán thứ gì thì treo thứ đó lên đầu cây sào. Thật là một cách quảng cáo hết sức giản dị, mộc mạc nhưng cũng vô cùng thực tế. Đi dạo chợ nổi, ngoài sự thích thú do cảnh mua bán trên sông mang lại, du khách còn có được một thú vui hết sức ấn tượng là được ăn quà trên sông. Chiếc xuồng nhỏ nhắn chỉ bằng kích thước của một chiếc đò ngang, nhưng chứa trên đó đầy đủ như một quán ăn di động. Nào, hãy thưởng thức món bún mắm ngay trên sông, xem thử có ngon không nào. Thú vị quá phải không? Những món ăn, món nhậu đặc sản của nhà hàng tối hôm qua xem chừng không ngon và hấp dẫn bằng tô bún nước lèo được ăn ngay vào lúc này. Những cọng bún, cọng rau trộn đều trong nước lèo thơm phức mùi mắm như muốn chạy ngay vào thực quản mà không gặp một sự cản trở nào. Thưởng thức hương vị của chiếc đầu và bộ lòng cá lóc này nữa xem sao. Cuộc đời quả thật là đáng để sống lắm chứ, vì còn biết bao nhiêu món ngon như thế này mà chúng ta chưa được thưởng thức.